con bự nè. Ồ, quá đã luôn. Ồ, bên đây cũng sập nữa kìa. Này con lứa. Ồ, bên đây cũng sập nữa. Wow, này cũng còn bự nữa cả nhà. Wow. Xin chào cả nhà. À, buổi sáng thì chúc cả nhà mình ngày mới tốt lành, làm việc vui vẻ nha. Hôm qua thì mình có đặt bẫy chuột khu vực này nè. Khu vực này thì người ta trồng cỏ nuôi bò. Với ruộng thì người ta đang làm vụ ba nha, cũng gần tới cắt rồi. Lúa cũng sắp chín rồi cả nhà. Thì lúa sắp chín gì á thì đường mòn chuột nó thì rất là nhiều luôn. Mình bẫy thì theo đường mòn. Rồi giờ mời cái nhà mình trải nghiệm đi thăm bẫy chuột của mình nha. Xem như sáng nay thì có chuột hay không. Mình cũng thấy đường mòn êm lắm cả nhà. Chỗ này mình đặt hai cái luôn. Rồi hai cái đầu tiên chắc quá rồi. Không có luôn. Nhìn thấy bảy rồi. Rồi bên đây cũng chết luôn. Chỗ này thì mình đặt vài cái bẫy nè. Chỗ bên kia thì không có con nào luôn cả nhà. Ồ, thấy rung rung rồi nè. Rồi vô à, vô à, vô được một con cả nhà nè. Này con đầu tiên nè. Ồ, bên đây cũng sập nữa nè. Đây. Đường mòn mới luôn. Chỗ này á thì nó bờ kinh lớn nha, đây toàn là cỏ không. Ở bên mình á thì người ta nuôi nuôi bò rất là nhiều, người ta mới trồng cỏ nhiều lắm. Còn ruộng bên đây thì cỏ không à cả nhà, không có thấy lúa gì hết trơn. Này chết quốc à. Chỗ này là đường mòn mới mới thôi, hy vọng là có nhiều nha. Ồ, sập nữa cái nhau nè. Đây con bự luôn nè. Quá đã luôn. Ồ, bên đây cũng sập nữa nè. Này con lứa. Ồ, bên đây cũng sập nữa. Wow, này cũng còn bự nữa cái nhau. Wow, mập ú luôn. Đây rất là nhiều luôn nha này. Này không có. Ở bên đây có không? Rồi bên đây không sập, bên đây sập. Một em nhỏ. Rồi bên đây cũng được một em nữa nè. Rồi bên đây vô nữa nè. Bên đây con bự cái nhau. Wow. Rồi bên đây vô một con nữa nè. Đây. Quá đã luôn. Mình chết quá không ta. Rồi mình đi vô một con nữa. Một con lứa. Con lứa này nó cắn phá dữ lắm nha.
còn có máy bẫy nữa hết nè. Mùa này á thì chỉ có đặt đặt bẫy chuột thôi. Hồi lúa lúa chín rất đã luôn, nấu chân cò quá trời. Mùa này mùa khô cả nhà, mùa này mùa mùa nắng nè. Ta đang làm cánh đồng ruộng này thì làm mùa nắng nha. Khi nào người ta cắt xong người ta chờ mưa xuống rồi người ta mới làm nữa. Vô vô cái cuối cùng cũng vô nè cả nhà. Đây con bự nữa nè. Quá đã luôn. Đây, cái cuối cùng cũng vô nha. Đây nãy giờ thì mình đã thăm xong nha. Để mình thu hoạch cho cái nhà mình cùng xem nha. Này hôm nay được nhiêu đây nè. Hôm nay thì có lấy hơn hôm qua. Hôm qua thì được có 6 con. Hôm nay thì được nhiều hơn. Được 2, 4, 6, 8, 10, 11 con cả nhà. Con nào con lấy mập mập không? Chuột này là chuột đồng cũng rất là ngon nha cả nhà. Mình bày thì theo cái ruộng lúa gì nè, với theo cặp bạc kinh nha. À, chỗ này thì đám cỏ không, lúa thiệt nhưng mà thấy cỏ không cả nhà, không thấy lúa chứ. Rồi bây giờ mình cũng xin khép lại video tại đây luôn nha. Rồi cô chú nào quý mến mình đó, cho mình xin một lượt theo dõi luôn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại nha.